chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mỗi người nghệ sĩ, mỗi khi mà họ hoàn thành xong một vai diễn và vai diễn đó để lại cái nỗi nhớ ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng các đồng nghiệp cũng như khán giả và bạn bè thì có lẽ tôi nghĩ đó là một niềm hạnh phúc vô bờ. Và tại liên hoan, những trích đoạn sân khấu hay, dân ca kịch, chèo và tuồng toàn quốc vừa qua thì Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Bình Định cũng đã tham gia với rất là nhiều những cái nội dung và đã có nhiều nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công trong những vai diễn của mình. Họ coi như đây là một dịp để có thể trưởng thành nghề, được học hỏi bạn nghề và được khẳng định bản lĩnh biểu diễn sân khấu của mình. Và trong chương trình Đến với sân khấu truyền thống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về diễn viên Hồ Điệp, huy chương vàng của vai diễn Hoàng hậu ở trong trích đoạn Lãnh cung lửa hận ở trong vở dân ca kịch Bài Chòi mang tên Lời Du Hai Người Mẹ. Bây giờ thì trước khi trò chuyện với diễn viên xinh đẹp này, chúng ta hãy cùng theo dõi một chút về cái đường nét biểu diễn của vai diễn này của nghệ sĩ Hồ Điệp nhé. Vương Tùng ơi, hiện giờ con đang lưu lạc nơi nào? Trong lãnh cung mẹ cứ tưởng con về bên mẹ. Trời ơi, hai cánh tay con tôi đầy máu, hai cánh tay nhắm ai nghĩa tình, đó không dám làm gãy một cành hoa vì sợ đau đớn. Vậy mà người ta nỡ chặt đứt tay con, mà người ra lên chính là người cha con yêu thương kính trọng. Phương Tùng ơi, mẹ thương con nhưng chẳng biết làm sao, bởi xung quanh mẹ là tường ngăn. Con ơi, mẹ muốn ôm con trong vòng tay của mẹ. Mẹ muốn đứng lên nhưng cứ bị người đời xô ngã. Ôi đau đớn nào hơn khi mẹ mất con rồi. Lòng rối ren tâm hồn lạnh giá, kiếp sống như một thoáng giấc mơ hồ. Ngoài trời quá nỗi tiếng kêu, trong cung một bóng chơi vơi trong lòng. Xung quanh đó toàn đau quỷ dữ, màu tóc tan vàng của khắp nơi, nỗi đời số phận trơ trêu, chìm trong hốc hoang phận đã chia lìa đôi ngả. Biết làm sao mẹ đợi chờ con. Từng đêm lo lắng mỏi mòn lời ru của mẹ, ru con đã mất rồi. Chứ thương con mẹ những hằng mong, chứ mai sau con
bóng trong À, vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những đường nét diễn khi mà sống hết mình trên sân khấu của một vai diễn hoàng hậu của nghệ sĩ Hồ Điệp. Và ngày hôm nay thì nghệ sĩ Hồ Điệp đã đến với phim trường của chúng ta. Vâng, xin chào nghệ sĩ Hồ Điệp, người rất là xinh đẹp và chúng ta cũng đã thấy một sự nền nã rất là dịu dàng và không kém phần cá tính trên trường quay của phim trường chúng ta rồi. Chào bạn và chúc mừng bạn với huy chương vàng vừa qua trong một cái vai diễn mà tôi nghĩ rất là nhiều những kỷ niệm dấu ấn với Điệp, đúng không? Dạ. Em cũng xin cảm ơn đã cũng may mắn và cũng cố gắng đã được huy chương vàng tại cuộc thi. Cũng có nhiều kỷ niệm. Cái đoạn trích này là trong cái vở Lời ru hai người mẹ, trong cái vở của dân gian, nói về triều đại là giành nhau trong cái ngai vàng, trong cái cung đấu đá với nhau, giữa phi tần với nhau để giành lấy ngai vàng cho con và giành sự ân sủng. Là em bên vai hoàng hậu, là vai bên Đào Thương, là bên vai bên chính diện. Và cái vai đó là cũng đối với em là cũng nó khó, vì nó không có mảng miếng nhiều, nó chỉ bằng cái mình dùng cái đài từ và cái phong thái của nhân vật diễn, chứ không có động tác nhiều như cái nhân vật thứ phi thì nó có mảng miếng nhiều hơn, nó có cao trào, nó ác, nó lồng lộn, nó dùng cái quạt này kia. Còn em chỉ là dùng cái nội tâm của nhân vật là bị thứ phi hại đầy vào lãnh cung. Em chỉ diễn bằng cái tấm lòng người mẹ và cái nội tâm, bằng cái đài từ, cái ánh mắt và cái thần thái nhân vật, cái bước đi nó thể hiện ra nhân vật trong cái lời hát diễn, chứ không có mảng miếng nhiều. Nhưng mà cũng được cô nghệ sĩ nhân dân Hồ Thu đã dạy cho chúng em là cũng tạo mảng miếng mise-en cũng hay, là dùng tấm lụa đen, 4 tấm lụa để thả xuống sân khấu để tụi em làm cái những cái động tác và những cái tưởng tượng diễn luôn. Ví dụ như em là lúc mà em ở trong lãnh cung thì có 4 tấm lụa đó, và phía sau là một cái tấm lụa nữa, thì cái đó là tượng trưng cho phong rèm trong cái lãnh cung. Thường thường nó có, hồi xưa nó có lãnh cung, nó có u ám, nó có vậy đó. Là tụi em là bằng cô là cũng tạo bản diễn, là tụi em dùng cái lụa đó, như em diễn đó, em hát diễn xong lúc mà một mình trong lãnh cung, em tưởng tượng đứa con, là em tung hết ra, rồi em tưởng tượng đứa con là em với lụa đó, em tưởng tượng đứa con là em ru em diễn luôn, em ôm cái lụa em diễn, xong hết vậy em diễn bằng cái tình cảm và cái ước lệ của cái lụa đó, nên nó cũng có cái hay ý riêng. Thế thì thường ở trong sân khấu thì các nghệ sĩ vẫn nói là với những vai ác đó, hoặc vai đa tính cách đó, thì nó khó diễn, chứ mà thực tế nó lại dễ. Nó dễ nhưng mà khó. Là bởi vì anh có nhiều mảng miếng. Có hỗ trợ của vũ đạo hoặc là đạo cụ, rồi có những cái cao trào diễn xuất. Nó khó hơn. Nhưng mà với những vai diễn mà một màu á, vai diễn gọi là chính diện á, thì hiền lành, hiền thục, nhu mì, nếu mà mình diễn không khéo thì nó sẽ bị trì tiết tấu, và nó cứ thế nó chậm thôi. Nó rất là khó, đúng không? Nhưng mà em cũng có cái riêng của em, là lúc mà đoạn mà thứ phi vô thì em cũng cao trào lại, em diễn bằng cái phản đòn lại, nhưng mà vừa nhẹ vừa đau, nhưng vừa thần thái của hoàng hậu vẫn giữ. Là em cũng có cao trào lại cái đoạn mà lúc mà thứ phi vô lãnh cung, em hát cái đoạn sàn xê đó, nói về đứa con á, em cũng phản đòn lại, nhưng mà mức độ là nó có cái đầm chất của hoàng hậu, cũng là phản đòn, nhưng mà nó cái kiểu nó thần thái và nó có gì đó của hoàng hậu, nó chững chàng, nó sâu, nó cũng thấy cao cơ hơn của thứ phi. Có nghĩa là hiền gì, hiền lành gì thì lành, nhưng mà vẫn phải thể hiện được cái thần thái của một hoàng hậu. Nó có gì đó, cái độ đầm, cái độ sâu, và người ta thấy là hoàng hậu tuy bị thắt súng, bị đầy lãnh cung, nhưng mà cũng còn có là cái kiêu hãnh và cái thế của hoàng hậu, thấy cũng cao cơ hơn thứ phi. Tuy vậy nhưng mà em diễn nó phong thái nó phải nhẹ nhàng và nó có độ đầm, cái chiều sâu. Lúc mà em hát diễn với thứ phi, hai người đối khâu với nhau á, là em có một cái gì đó nó chậm, nó sâu, dạng nó cái chiều sâu á, nó có độ đầm á. Lúc đấy thì mình có phải nâng tông hát của mình lên, hoặc là có cái vấn đề gì trong xử lý kỹ thuật ca diễn không? Em diễn bằng cái đài từ, em nhấn cái đài từ,
và cái bước đi của em và thần thái cái diễn á, chứ không có động tác nhiều. Em chỉ đứng im và cái thả lỏng cơ thở ra, em dùng đài từ và em hát diễn. Và hát lúc một đoạn với đứa con á, em tưởng tượng đứa con em trong lãnh phong mà là đau đau trong nhân trong lòng, nhưng mà em dùng từng ánh mắt, từng lời hát, em hát nhắn, hát diễn và em bung ra, mà diễn bằng cái thật, cái tâm của mình, một người mẹ thì em diễn bằng cảm xúc của em, hát trong hát diễn của em và nói đà từ nhắn, và em thả lỏng ra nhẹ nhàng, không có độ căng. Và tình cảm mẹ con thì lúc nào cũng thiêng liêng mà, em dùng bằng tình cảm người mẹ em hát diễn và em lấy cảm tình. Ví dụ như là cái đoạn mà Thứ Phi tuyên bố với hoàng hậu là người hãy sống đi, sống càng lâu càng tốt, sống càng lâu càng tốt, tức là lúc đó hoàng hậu là biết là mình đã dù sao là đã đừng chết rồi đó, là mới nhớ lại đứa con. Và khi mà Thứ Phi tuyên bố xong câu đó là em cái câu nhạc lên, nhạc lên, em không có diễn nhiều, em chỉ chết lặng và em ngồi gục xuống, và nhạc nó đi vô thì em sẽ hát một câu mà rất là khó trong lòng mới thốt ra được. Là em hát xong em diễn là Phương Tùng, Phương Tùng ơi, thế là từ nay sẽ tắt hẳn lời mẹ hát, không còn tiếng ru hời trong gió gọi con về. Mẹ sẽ đi, mẹ sẽ đi, để lại cho con điều bất hạnh ở trên đời, chốn âm dương. Có nghĩa là hát bằng tình cảm của em vậy ạ. Đấy là gọi là tự sự với con của mình. Dạ, dạ, thế còn những cái đoạn mà đối thoại với lại Thứ Phi thì sao? Dữ dội như thế nào trong cái đáy lòng mình? Dạ có đoạn, cái đoạn mà phản đối lại Thứ Phi thì Thứ Phi nó giải đo là tốt, chị ơi em thương chị quá này kia, em ngủ không yên, ăn ngon rồi đó, rất là thương. Nhưng mà thật ra không có vậy, chẳng qua bề ngoài thôi. Là em phản đòn lại là em diễn phản đòn nhưng mà rất là nhẹ nhàng, chứ không có kiểu mà cao trào như Thứ Phi, vì bà là hoàng hậu mà, bà phải chững chàng. Em có một đoạn em diễn là người ngủ không yên khi chưa tìm ra kế sách, người ăn không ngon chỉ vì ta, chỉ vì ta còn sống ở trên đời. Mỗi khi ngươi thốt nên lời thì cây kia cũng héo cành rời bỏ thân, rùng mình theo mỗi bước chân từ trong cung điện ngoài sân lắng chìm. Mắt nhìn có hàng vạn mũi kim, đâu là cái đích để tìm mục tiêu. Ngươi nói ít ta hiểu nhiều, những lời đường mặt mí miệu ngươi buông ra. Còn ta bẫy sập lưới xa, mưu mô việc ấy hỏi là do ai. Những lời ngươi nói bên tai, còn sợ hơn ma quỷ đầu thai hiện về. Lực ở trong thôi chứ không có nhiều như của Thứ Phi. Em hát bằng cái lực diễn cái phản đòn lại thôi. Đó, đoạn em phản đòn lại là nói về cũng chửi xéo của Thứ Phi. Em chửi xéo, dạ. Chắc là khán giả cũng đã nhận ra và cũng thấy rất là vui đúng không ạ? Trong một cái khoảnh khắc rất là đời thường, khi mà không mặc đồ trang phục sân khấu, không có đạo cụ, không có ánh sáng hỗ trợ, nhưng mà Hồ Điệp của chúng ta, nghệ sĩ của chúng ta hát rất là ngọt ngào. Và hai cái trạng thái tình cảm khi mà hồi ức nhớ về con thơ của mình và cái việc mà đối đáp với phía bên kia gọi là lực lượng ác đấy, và Thứ Phi đấy đúng không? Yeah. Thật sự thì đúng là khi mà chúng ta diễn mà không quá nhiều cái sắc thái, nó không có nhiều cái sự thay đổi về tâm lý tính cách, diễn vai hiền thì khó đúng không? Dạ, yeah. Tâm lý bên trong và nó nặng và tình cảm và cái nội tâm nhiều, mình nói đại từ nó mới ra. Ví dụ như cái đoạn mà em hát đứa con xong rồi Thứ Phi nói là thế là ngươi đã cam lòng chịu chết. Bản thân em là em nói rất đau, nói đau và nhẹ và sắp xác định chết rồi. Thứ Phi nói xong là em nói là cái chết đối với ta bây giờ nhẹ tựa lông hồng. Em quay lại, nhưng ta chỉ tiếc và thương hại cho ngươi vì tham vọng mà ngươi đã gây ra bao tội ác. Gieo nhân nào,
rồi sẽ gặp quá ấy mà thôi. Lại phản đồn lại. Có nghĩa là cũng có sự sâu sắc sắc dạ. lên một chút ở trong dạ. cái đài từ của mình. Dạ, em diễn động động tác tay nữa. Em nói xong rồi Tố Vy nó mới lòng lên. Là em đốt em luôn. Dạ. Và mình thấy là đúng là mình cũng phải diễn bằng ánh mắt rất là nhiều đúng không? Dạ, lúc đấy dạ. ánh mắt và cái tốc độ nói, cái đài từ nói dạ. thì nó rất là quan trọng hỗ trợ trong vai diễn. Dạ đúng rồi. Mình phải nhắn vào các cái độ sâu. Và hoàng hậu của em thì sau đấy dĩ nhiên là có một cái kết thúc rất là có hậu rồi. Dạ dạ. Đúng không? Là đứa con em nó lúc mà bị đầy, bị hại trong cái rừng á, nhưng mà cũng là cái lúc nào thiện thắng ác mà. Là không có chết được người ta cứu. Và sau này nó trở về, kéo quân về đánh... đánh Vương Thảo con của Tứ Phi và trở được làm thái tử, được làm vua, đó là cũng là cái kết cái hậu của vai hoàng hậu. Nhưng mà hoàng hậu chết luôn chung cùng với Tứ Phi vì đốt lạnh cung mà không thể sống được. Nhưng mà cuối cùng cái hậu là đứa con vẫn trở về được làm vua. Đó là kết thúc cái hậu của hoàng hậu, là cái thiện bây giờ cũng tồn tại hay sao? Thực sự là phải chúc mừng em rất là nhiều khi đã rất là nỗ lực để có thể vượt qua đến với một vai diễn hiền lành và nó tưởng là nó không có nhiều sắc thái đất diễn cho mình lắm, nhưng mà cái sự cố gắng đào sâu và trong cái gọi là chuyển biến cái tâm lý và cái vai em nó khó như này chị, mà em cũng cố gắng và cũng nỗ lực và cũng may mắn tổ thương. Mà mình thì mình nghĩ là có lẽ là Hồ Điệp mà không phải lo, bạn rất là phù hợp với những vai diễn nội tâm cá tính đấy. Bởi vì cái giọng hát, cái đài từ, cái ánh mắt và cái ngay cả cái cách mà tiếng nói sân khấu thôi thì mình cũng nghĩ đó là một cái thế mạnh của Hồ Điệp rồi. Nên là bạn yên tâm để có thể là tiếp tục có nhiều những cái vai diễn nội tâm mà nó giàu tâm lý, đào sâu về cái tính cách nhân vật nữa. Mình nghĩ là cũng sẽ thành công đấy, không sao đâu. Và mình nghĩ là phải nói là một cái niềm vui rất là lớn đúng không, trong mười mấy năm làm nghề. Thì bây giờ mình được huy chương vàng đầu tiên. Chúc mừng em. Chúc mừng em rất nhiều. Khi lên thì không rung, nhưng mà lúc mà nhận giải rung rung xúc động, có đứng nước mắt có xíu xúc động. Hôm nay thì ghi hình trong chương trình để đến với khán giả trong chương trình sân khấu truyền thống thì nghệ sĩ Hồ Điệp cũng bày tỏ là thì vai diễn thì không có run, nhưng mà khi mà đến với khán giả trò chuyện trong ngày hôm nay thì cũng cảm thấy mất bình tĩnh. Nó không có tự tin lắm khi đứng nói trước ống kính đó. Mất bình tĩnh nhưng mà bạn đã hát rất là hay, kể với chúng tôi những câu chuyện rất là chi tiết đằng sau cái ánh đèn sân khấu, đằng sau vai diễn của mình để các nghệ sĩ phải nỗ lực ra sao. Cảm ơn Hồ Điệp rất là nhiều về cái câu chuyện này và chúc cho bạn sẽ tiếp tục có nhiều cái bước tiến thành công hơn nữa trong cái bước đường hành trình đến với sân khấu truyền thống của mình nhá. Em thành công bây giờ cái vai diễn em là cũng nhờ nghệ sĩ nhân dân Hồ Thu cũng truyền dạy cho em và cái truyền cái lửa cho em. Đúng rồi, bởi vì là người ta vẫn nói là không thầy thì đố mày làm nên mà đúng không? Trong cái ngành nghệ thuật truyền thống, vai truyền vai, nghề truyền nghề thì cái điều đấy nó lại càng rõ rệt hơn rất là nhiều. Chúc cho Hồ Điệp của chúng ta sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong cái bước đường đến với nghệ thuật truyền thống của mình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn khán giả chúng ta hãy chia tay trường quay với nghệ sĩ Hồ Điệp rất là trẻ trung, rất là cá tính trên trường quay ngày hôm nay để đến với một vai diễn của cô, vai diễn Hoàng hậu trong trích đoạn Lãnh cung lửa hận ở trong trích trong vở ca kịch Bài tròi Bình Định, Lời du hai người mẹ. Chính vai diễn này đã giúp cho Hồ Điệp có huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất gần 20 năm theo nghiệp diễn xuất của mình. Chúng ta hãy cùng thưởng thức trích đoạn này. Và đến đây thì chương trình xin được nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Hoàng Thái Hậu đơn! Nhà vua đã băng hà, Hoàng Thái tử Vương Tùng, con của ngươi, đã bị ta chặt đứt đôi cánh tay, rồi đuổi vào rừng sâu làm mồi cho thú dữ. Hoàng tử Vương Thảo con ta nay đã kế vị ngai vàng. Cả những kẻ dám chống đối lại ta, cho dù có là hoàng thân
quốc thích cũng đều bị ta băm vằm giữa cột mấy ngày qua. Còn ngươi, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, mà ta bắt ngươi phải chết, chết trong đau đớn quằn quại mới rửa được nỗi ô nhục suốt 18 năm trường hận. Hỡi ngọn lửa thiêng, hỡi ngọn lửa kêu hãnh của lòng ta, hãy giúp ta trả mối hận thù suốt 18 năm ta nuôi thù chuốc oán. 18 năm ta chịu đựng không phải dài, cũng không phải ngắn. Ta còn nhớ, ta nhớ năm ta 16 tuổi, ta được tiến vào cung vua, ta được nhà vua yêu thương, chiều chuộng, sủng ái ta. Cũng chính vì lẽ đó mà ngươi đem lòng đố kỵ, ngươi hành hạ ta, ngươi đầy nghiến ta, ngươi muốn tiêu diệt ta. Từ những ngày ngây thơ ấy, ta còn nhớ, ta nhớ có một lần, chỉ vì vô tình ta đánh rơi chén thuốc bổ dân lên cho ngươi, mà ngươi đã sai hoàng quan đánh ta 100 roi, khiến cho ta tân tàn ma dại. Nhưng đau đớn hơn cả, đó là nỗi căm hận của ngươi. Hỡi con tiện tỳ kia, hỡi con tiện tỳ kia, ngươi có nghe ta nói gì không? Ngươi có nghe ta nói gì không? Ngươi có nghe, ngươi có nghe tiếng lòng ta đang thổng thức? Ơ kìa, chị, sao chị lại đến nông nỗi này? Trời ơi, em thương chị quá, mới xa nhau có mấy ngày mà sao chị tiều tụy ốm yếu đến thế kia? Mà em đã căn dặn chúng nó phải chăm sóc chị cho thật kỹ lưỡng, phải lo đủ đầy từng miếng ăn thức uống. Vậy mà giờ đây, hoàng thái hậu nhanh đến thế kia sao? Chỉ mới đây thôi, trước mặt ta ngươi còn cúi đầu cung kính, một mực lúc nào cũng dạ dạ vân vân. Không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh đến như vậy. Chị ơi, em có muốn như vậy đâu, nhưng số trời đã định, để nghĩa chị tình em đôi ngã đôi đường. Lòng em quặn thắt xót thương, từng đêm thức trắng canh trường lo âu. Ai gieo nên chuyện oán sầu, đợi người số phận để dâu đau lòng. Ngày đêm em những hằng mong, chỉ qua bể khổ thoát vòng lụy mang. Trời ơi, nếu có chết thì em đây cũng sẵn sàng để thay cho cánh chị đang đắm chìm. Ôi đau, đau quá con tim, làm sao giúp chị cách tìm
lối ra xót xa chồng chất xót xa vì chị em khóc. Lệ xa, lệ xa đầm đìa. Người đến đây chỉ để buông những lời nhạt nhẽo ấy sao? Kìa chị, sao chị lại nói với em những lời như vậy? Vẫn thứ vậy luôn khiếp nét nghiêng mình, em đây nào dám lớn lối qua quyền, phải cúi đầu trước hoàng hậu chính cung. Biết bổn phận kinh trên lo chu đáo, lòng em lúc nào đều luôn chung thủy. Lòng nhân từ của ngươi khiến ta rợn cả người. Trò chơi mèo vờn chuột với giọng điệu khẩu Phật tâm xà, ta nghe ta ngán lắm rồi. Ngươi vào đây cần gì ở ta? Cứ nói. Ơ kìa chị, sao chị lại nặng lời với em như vậy? Vì quá thương chị mà bao đêm dài em đây thức trắng suy nghĩ thật nhiều, nên ăn ngủ cũng không ngon. Người ngủ không yên khi chưa tìm ra kế sách, người ăn không ngon chỉ vì ta, chỉ vì ta còn sống ở trên đời. Mỗi khi ngươi thốt nên lời thì cây kia cũng héo cành rời bỏ thân, rùng mình theo mỗi bước chân. Từ trong cung điện ngoài sân lắng chìm, mắt nhìn có hàng vạn mũi kim, đâu là cái đích để tìm mục tiêu. Ngươi nói ít ta hiểu nhiều, những lời đường mặt mỹ miều người buông ra. Còn ta phải sập lưới xa. Bữa mơ việc ấy hỏi là do ai? Những lời người nói bên tay còn sợ hơn ma quỷ đầu thai, đầu thai hiện về. Bà muốn biết, ta lật ra cho bà biết. Ta vào đây là để quật đổ lòng kiêu hãnh của bà. Ta muốn bà phải quỳ xuống dưới chân ta. Quỳ xuống dưới chân ta để xin được sống. Chứ thật ra bây giờ bà chỉ là thứ chuột con đang run rẩy trước thần miêu. Ta đến để xem thử một điều, xem sức chịu đựng được bấy nhiêu của bà có còn hống hách kêu xa, có còn đứng vững mới là điều hay. Men đời
hứa nỗi buồn trăng đầy vòng đời ai biết ai ơi ta đây bà đó chuyện xoay mấy hồi người muốn biến ta trở thành kẻ khiếp nhược ư nhưng ngươi nhầm rồi ngươi nhầm rồi đừng tốn công vô ích nhầm ta nhầm nhưng ta có là gì đi chăng nữa thì bây giờ ta đã là người chiến thắng còn ngươi từ một hoàng hậu chính cung thoát một cái đã biến thành con nô tỳ bị giam nơi ngục lạnh người cứ sống đi sống càng lâu càng tốt sống càng lâu càng tốt Phương Tùng Phương Tùng ơi thế là từ nay sẽ tắt hẳn lời mẹ không còn tiếng ru hờ trong gió gọi con về mẹ sẽ đi để lại cho con điều bất hạnh ở trên đời chốn âm con sẽ ra sao khóc thương tâm xanh hài hoài chìm trong bão tố mênh mông Phương Tùng con ở đâu Phương Tùng vùng trời đôi bờ ngắn đường vắng lối cứ xa xa dần lùi bóng chiếu bao ngày giờ sao phải chia xa xót thương đứa con bao phận mẹ không thể bên con Phương Tùng ơi con ở đâu Phương Tùng thầm mong trước lúc đi xa biết con đã vừa phong ba có nghĩa là bà cam lòng chịu chết cái chết đối với ta bây giờ nhẹ tựa lông hồng nhưng ta chỉ tiếc và thương hại cho ngươi vì tham vọng mà ngươi đã gây ra bao tội ác gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả ấy mà thôi được Được lắm Nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu Mà ta bắt ngươi phải chết Chết trong đau đớn quằn quại Chết trong lửa hận Hỡi ngọn lửa căm hận của lòng ta Hãy cháy lên đi Hãy bùng cháy lên đi Cháy lên đi, hãy cháy mạnh lên nữa đi Để ta thiêu đốt con tiện tình này Từ
mới bước vào cung, ta đi đến đâu cũng phải cúi đầu giả giả vân vân. Đó có uy lực của nhà ngươi, ngươi phải chết thì ta đây mới hạ giả hạ lòng, thì ta đây mới hạ giả hạ lòng. Cấp báo, cấp báo. Có điều chi? Dạ, quân của Vương Tùng đã kéo về và vây chặt cổng thành rồi ạ. Sao? Ngươi báo gì? Báo lại cho ta nghe. Dạ, quân của Vương Tùng đã kéo về ào ào như nước lũ, mong Hoàng Thái Hậu mau mau định liệu. Lôi! Tại sao? Tại sao nó vẫn còn sống? Tại sao nó chưa chết? Tại sao? Tại sao? Vương Tùng ơi! Con còn sống! Ta đã trở về với mẹ! Vương Tùng ơi! Con đã về với mẹ! Tại sao? Vương Tùng! Con còn sống! Không! Ta đã cho chặt chức đôi cánh tay của nó, đuổi nó vào rừng sâu để nó làm mồi cho thú dữ. Tại sao nó vẫn còn sống? Tại sao nó chưa chết? Tại sao? Tại sao? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi! Phương Thảo! Phương Thảo ơi! Phương Thảo! Phương mẹ! Thảo. Phương Thảo ơi! Chúng ta không còn sức chống đỡ, có chạy cũng chẳng thoát được thân. Chạy xung đi mẹ ơi! Xung quanh đây đã bị vây kín cả rồi, đến một con kiến cũng không đường chạy thoát. Hay là con hãy đầu hàng, mày ra được tha cho tội chết. Đầu hàng để được tha cho tội chết? Không! Bà đã dạy tôi như thế nào? Hãy dẫm đạp lên những luống cỏ ấy mà đi. Không được tiếc thương dù là một sinh linh nhỏ bé. Phương Thảo ơi, mẹ xin con, mẹ xin con, hãy chạy đi, chạy đi con, chạy đi, mẹ xin con, hãy chạy đi. Bà im đi. Bà đã dạy tôi như thế, sao bây giờ khi tôi đã có tất cả thì bà lại bảo tôi từ bỏ? Không, ăn không được ta cũng phá cho hôi. Phương Thảo, Phương Thảo, đừng nói thêm tội ác, Phương Thảo. Con ba, tôi sẽ không bao giờ để cho bà được yên đâu. Không, Phương Thảo. Tôi sẽ không bao giờ để cho mẹ con ba được toại nguyện. Kìa, bình tĩnh lại nào. Đốt hết, giết hết. Phương Thảo. Chạy đi. Phương Thảo. Đừng, Phương Thảo. Chạy lên đi. Đốt hết, giết hết. Ta sẽ biến nơi này trở thành ngọn đuốc. Đốt hết, giết hết. Phương Thảo. Dạ muôn tâu Hoàng Thái Hậu, bệ hạ đã giơ mình xuống thành tử vẫn rồi ạ. À.